Đây là thời điểm mà người nghiện bắt đầu thấy nhớ và bứt rứt. Cách xoa bóp này sẽ giúp cho cậu cảm thấy dễ chịu và dễ ngủ hơn. Tiến triển của cậu rất tốt, chỉ cần 2 ngày nữa thôi thì cậu sẽ cai nghiện thành công. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Mời thầy đi lối này. Nhờ có thầy mà cậu mới mau chóng khỏe lại. Phải nói là nhờ có mợ đây, lúc nào tôi tới khám cũng thấy mợ quan tâm chăm sóc chu đáo cho cậu. Tôi cũng đủ biết vì sao cậu có thể mau chóng bình phục đến vậy. Mợ Hân làm rất tốt. Dạ, thầy quá khen thôi. Thật ra mấy ngày gần đây do cậu cũng quá kiệt sức, cho nên là tôi cũng không phải vất vả nhiều nữa. Chứ mấy ngày đầu thật đúng là rất khó tưởng tượng. Dạ. Thôi tôi xin phép về nghe. Dạ, thầy về. Con à, con cũng nghe thầy Tư nói rồi đó, việc cai nghiện của cậu sắp thành công. Dạ đúng mà, suốt ngày cậu được vú ở cạnh bên, lo lắng, an ủi. Được vú dành tình cảm nhiều như vậy, làm sao mà không khỏi cho được. Vú chỉ có lo lắng và giúp cho cậu thôi, chứ thiệt tình vú không nghĩ gì hết. Con đừng nghĩ lung tung mà. Chú đang cho chim ăn hả? Dạ, chào cậu. Những thức ăn này á cũng chính từ những chỉ dẫn của cậu á. Chú chăm sóc tốt thiệt, xem lông nó mượt chứ kìa. Dạ, cũng chính vì cậu tận tình chỉ dạy cho. Hôm nay chú ra chăm vườn kiện với mấy giò lan đi. Dạ. Để tôi chăm mấy con chim. Dạ. Chú Trung. Dạ. Ai ở đằng kia vậy? Dạ, là bảo vệ do mợ mới mướn đó cậu. Tự nhiên khi không mà mướn bảo vệ làm gì? Ở đây có gì mà phải canh giữ chứ? Dạ, tôi cũng không rõ nữa cậu. Chắc là mợ muốn cậu được an toàn á. An toàn hả? Dạ. Dạ thưa cậu, không biết là có chuyện gì mà mới sáng sớm đã làm cho cậu không vui vậy? Vú không biết, hay là cố tình không biết? Dạ tôi không biết, cậu có thể nói rõ hơn không cậu? Các người giỏi lắm, từ trên xuống dưới đều hồ với nhau. Tôi nói cho mà biết, cái nhà này tôi vẫn là chủ, đừng có qua mặt tôi cái kiểu đó. Cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Những đứa nào đang đứng ngoài kia, tụi nó là cái gì hả? Tôi hỏi vú có nghe không? Dạ, là bảo vệ cho mợ Hân mới mướn về. Ra là vú cũng biết hả? Vậy mà tôi cứ tưởng trong cái nhà này vú là người biết trên biết dưới. Dạ cậu, cậu... Mọi chuyện cũng do con quỷ đó. Tôi xin cậu, cậu đừng có nghĩ như vậy. Không nghĩ như vậy thì phải nghĩ như thế nào? Bạn bè tôi đều ở Sài Gòn, có ai ở cái đất biên hòa này đâu mà mướn phái người canh gác làm cái gì hả? Thật bụng chính là muốn giam lỏng tôi ở trong cái căn nhà này đây nè. Dễ thương quá. Nhìn con ngắm mấy bộ đồ em bé mà cậu cũng vui lắm. Nó là đứa con đầu lòng của con, là niềm vui lớn nhất bây giờ của con, niềm vui sắp được làm má.
Đúng là không thể nào nói hết thành lời. Nhìn cũng đủ biết là con yêu thương đứa bé đến nhường nào. Chưa gì mà con đã sắm đầy đủ hết rồi. Con sợ là không chuẩn bị sớm cho con của con. Tới lúc cần thì không nhớ hết. Cậu coi nè, bộ đồ này có dễ thương không? Ừ. Nhất định con của con mặc sẽ dễ thương lắm. Cậu à, bộ đồ này nè, cũng đẹp lắm đúng không cậu? Nè. Ủa? Ờ, rất là đẹp. Nhưng mà chưa biết con trai hay con gái. Sao con lại mua nhiều đồ vậy? Con mua đồ luôn cho cả bé trai lẫn bé gái. Con đúng là chu đáo thiệt. Đứa bé đúng là con số sướng. Chưa ra đời đã được má cưng chiều đến như vậy rồi. Con cũng không muốn chiều hư con của mình. Chỉ là con muốn bù đắp cho nó. Chưa ra đời mà đã không có tình thương của cha. Thì phận làm má như con thì phải thương yêu con của mình hết mực chứ. Con đừng buồn nữa. Cậu thấy cậu Vinh Đức bây giờ đã quyết tâm cai nghiện. Cậu tin là sau khi cai nghiện thành công, cậu Đức sẽ thấy mọi người đã vì cậu nhiều như thế nào. Rồi cậu Đức sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu thương gia đình thôi con. Cậu với Vũ suy nghĩ thiệt là giống nhau. Không ngờ tới bây giờ mà cậu Đức vẫn còn được nhiều người tin tưởng đến như vậy. Hân à, cậu nghĩ con nên mở lòng với cậu Đức. Biết đâu sẽ có ngày cậu suy nghĩ lại rồi biết yêu thương vợ con. Vì Huệ đang ngày đêm giúp cậu Đức vượt qua cơn nghiện. Cậu tin là khi khỏe lại, cậu Đức sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn và sẽ hiểu hơn cho con. Thôi đủ rồi. Con xin lỗi, nhưng mà kể từ bây giờ con không muốn cậu nói về cậu Đức nữa. Cậu hiểu rồi. Tại sao vậy hả? Tại sao cô thối bộ vậy? Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là tù nhân của cô. Cô không có quyền giam lỏng tôi ở đây. Để cậu ở trong nhà là em muốn tốt cho cậu. Hở cậu ra ngoài là lại sinh chuyện. Không gái gú rượu chè, ruồng bỏ vợ con thì lại lao vào nghiện ngập. Cô không dám nói hả? Tôi nghĩ như vậy là vì ai hả? Từ bao giờ mà cô có cái thói ra điều kiện với tôi? Tôi mà phải làm theo ý của cô sao? Em khuyên cậu, từ bây giờ cậu nên hiểu rõ vị trí của cậu trong căn nhà này. Đừng nói nhiều. Mau đuổi những tên bảo vệ kia đi ngay cho tôi. Trước giờ em làm việc luôn có phép tắc. Muốn đuổi thì cũng phải có lý do chính đáng. Tôi là chủ cái nhà này. Muốn đuổi là đuổi, không cần lý do. Là chủ, cái thói làm càn của cậu trước giờ không hề thay đổi. Làm chủ mà không hề có lý lẽ thì không có tôi tớ nào nghe lời cậu đâu. Mà chưa kể, bây giờ cậu cũng không còn tư cách làm chủ nữa. Nói cái gì? Sự thật như thế nào thì em nói như thế đó thưa cậu. Cô mở miệng một tiếng là thưa cậu, hai tiếng cũng là thưa cậu. Cô có còn xem tôi là chồng là cậu chủ nữa đâu mà trả vẻ. Thưa cậu, danh xưng đó là thứ duy nhất mà cậu còn giữ được trong căn nhà này. Cô đúng là quỷ mà. Tại sao tôi lại tự rước quả vào thân như vậy chứ? Cô dùng thủ đoạn đê hèn chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi, biến tôi thành phế nhân. Cô còn dám cầm tôi trong chính căn nhà của mình. Tôi thật ghê sợ cô. Hãy đàn bà hiếm đông. Cậu nên biết, tiền của cậu không thể nào tự sản sinh được. Bao năm qua, cậu đã làm gì cho chính gia đình mình ngoài chuyện mèo mã gà đồng
ăn chơi trác táng, tiêu quan vô độ. Nếu cậu không tính được thì để em nói cho cậu nghe, số tiền cậu tiêu quan còn hơn gia sản mấy chục năm gầy dần của tổ tiên nhà cậu. Em làm như vậy cũng là vì sao cậu biết không? Là vì ý nguyện của má cậu, là giữ gìn sản nghiệp cho cái nhà này. Nếu không thì từ lâu đã bị cậu hủy hoại hết rồi. Từ lâu, cô là đồ vũ trang, cô muốn quy chụp mọi tội lỗi cho tôi à? Cô muốn lấp liếm mọi thủ đoạn ghê tởm mà cô đã làm với gia đình tôi hay sao? Tôi không phải là thằng ngu. Hân à, chuyện bảo vệ mà con mướn đó, chú không nói cho cậu Vĩnh Đức, nhưng mà việc mà con làm, người ta nhìn vô sẽ bàn ra tán vào, không hay cho con và cho con của con sau này đâu. Cuối cùng là chú cũng nói giùm cậu. Không, chú chỉ... chú cũng biết hậu quả khi để cậu tự do là như thế nào rồi mà. Chưa kể cậu ra ngoài giao du với người xấu, rồi trở lại con đường nghiện ngập thì sao? Vũ hết nghĩ cho bà, rồi bây giờ lại lo nghĩ cho cậu. Vũ à, Vũ có nghĩ tới cảm nhận của con không? Vũ có dám chắc là cậu sẽ chừa thói ăn chơi sa đọa của cậu hay không? Hơn nữa, nếu cậu trở lại như xưa thì con nè, con của con nè, sẽ ra sao hả Vũ? Vũ cũng biết là con có cái lý của con. Vũ biết con cũng lao tâm khổ cực cho cái nhà này, nhưng mà chuyện con đối xử với cậu Vĩnh Đức theo chú là không đúng đâu. Thôi bây giờ con mới đi về, còn mệt, chưa kịp nghỉ ngơi. Con nghỉ một chút đi. Dạ, mời cậu dùng cơm. Sao vậy? Cậu sợ hả? Cậu cứ yên tâm mà ăn đi, đâu có gì đâu mà sợ. Vậy sao? Làm sao tôi biết được cô không có hại tôi lần nữa? Cậu khéo lo. Nếu như em thật sự muốn hại cậu thì em đâu cần hao công tổn sức cho cậu cai nghiện để làm gì. Vũ, Vũ Huệ đâu? Ra đây. Dạ, cậu gọi. Vũ mau ngồi xuống đây ăn cơm chung với tôi. Vũ ngồi xuống đi. Sao được cậu, như vậy là không có phải phép. Không phép tắc gì hết á. Vũ ngồi xuống đây ăn cơm chung với tôi. Cậu có Vũ ăn thì tôi mới ăn. Cậu đừng có làm vậy. Thôi bây giờ cậu ăn cơm đi, Vũ sẽ đứng hầu cơm cậu. Tôi nói Vũ ngồi xuống đây, nghe lời tôi, ngồi xuống đây ăn cơm chung với tôi. Kể từ ngày hôm nay nè, có Vũ thì tôi mới ăn. Vũ cứ nghe lời cậu. Kể từ hôm nay Vũ dùng cơm chung với vợ chồng con nha. Bây giờ Vũ với cậu thân thiết lắm rồi, có Vũ thì cậu mới yên lòng. Tôi bới cơm cho Vũ ăn nè.
Bây giờ Vú với cậu thân thiết lắm rồi, có Vú thì cậu mới yên lòng. Hân à, trà đã nguội rồi con à. Con uống chén trà xanh này cho nóng. Con đang bận, lát nữa sẽ uống. Con đang mang thai, đừng có làm việc quá sức. Vú thấy cũng đã khuya rồi, con vô phòng nghỉ ngơi đi. Con cũng làm gần xong rồi, Vú về phòng nghỉ trước đi. Hân à, Vú có chuyện muốn nói với con. Nếu là chuyện của cậu thì con không muốn nghe. Chuyện của cậu cũng là chuyện của con nữa đó. Hân à, Vú chỉ muốn nói với con là trong lòng của Vú chỉ có một mình con thôi. Con là đứa con gái duy nhất của Vú. Ngoài ra Vú không có ai hết trơn á. Còn chuyện của cậu là vì Vú không muốn thấy bà đau khổ. Vú chỉ làm tròn trách nhiệm đối với bà. Nếu Vú không làm vậy thì có lẽ sau này Vú chết đi, Vú cũng chết không yên được. Hân à, không ai có thể thay thế được vị trí của con trong lòng Vú hết. Con biết không? Từ nhỏ tới giờ, ngoài má con ra thì Vú là người thương yêu con nhất, là người lúc nào cũng nghĩ về con đầu tiên. Con luôn cố gắng tới ngày hôm nay là vì có Vú ở bên cạnh con. Lỡ mà vì chuyện gì đó, con không còn là điều mà Vú quan tâm đến đầu tiên, lúc đó con không sống nổi đâu Vú à. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra hết. Con vẫn là nhất trong lòng của Vú. Con đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Con biết chưa? Dạ. Thôi, bây giờ nghe lời Vú, vô trong phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Sao tấm hình như vậy hả con? Nửa tấm còn lại con đốt rồi. Không lẽ cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn được hả con? Những gì con làm bây giờ chẳng phải là đang cứu vãn nó sao? Nếu mà cứu vãn thì tại sao không những con xé mà còn đốt nữa? Bởi vì từ ngày hôm nay con không muốn dựa dẫm vào người đàn ông trong ngôi nhà này. Để họ làm chỗ dựa thì họ cũng sẽ dẫm đạp lên mình bất cứ lúc nào. Dạ chào cậu. Đẹp, chú trông qua khéo thiệt. Ủa sao sáng giờ không thấy chú Huệ đâu hết? Dạ giờ này chắc là dì Huệ đang ở dưới nhà bếp hoặc là ở trong phòng nhà dưới thưa cậu. Vậy hả? Thật là mong tới ngày bồng cháu quá. Mình phải làm cho món quà đầu tiên này thật đẹp mới được. Cứ nghĩ rằng cô Hân sẽ hạnh phúc khi cưới cậu Vĩnh Đức. Nào ngờ, không biết đứa bé này ra đời, nó có thể giúp cha má nó hòa giải những hận thù này hay không được. À, sao cậu lại xuống đây? Nếu có việc á, thì cậu cứ nhờ người gọi tôi lên nhà trên là được rồi. Vú đang làm gì đó? À, tôi đang thu dỡ mấy thứ. Mời cậu vô. Ừ. Sao Vú không lên nhà trên mà làm? Có phải Hân bắt Vú ở đây không cho Vú gặp mặt tôi không? Dạ, không phải vậy đâu cậu à. Cậu đừng nghĩ sai cho mợ.
Hơn nữa là những việc này tôi thích làm trong căn phòng của mình. Suốt ngày vô chỉ quanh quẩn trong phòng, chú không cảm thấy chán sao? Ở riết rồi cũng quen thôi cậu à. Tôi là không muốn như vậy. Tôi là người đam mê mỹ thuật, tôi muốn được đi đây đó, chứ cứ như vậy hoài chán lắm chú à. Bản thân mình đã cam chịu cuộc sống này từ khi theo bà Liên Anh, làm sao so với cậu được? Cậu học rộng biết nhiều, vậy mà... Cậu à, nếu mà cậu thấy chán, hay là cậu hãy thử vẽ tranh trở lại đi. Khi vẽ tranh, biết đâu lòng cậu sẽ vui hơn thì sao? Dạ. Cậu đang làm gì vậy? Cô mau đưa tiền để tôi lên Sài Gòn mua thêm màu vẽ. Cần gì thì cậu cứ ghi vào đây, sẽ có người đi mua. Cô có hiểu không vậy? Mua dụng cụ vẽ chứ đâu phải là đi chợ mua thịt mua cá đâu mà. Cô có hiểu cái gì là nghệ thuật, là mỹ thuật không vậy? Tôi có viết vào đây đi chăng nữa thì cái hạng người ở có hiểu mà đi mua cho đúng không? Cậu đừng có viện cớ để được ra ngoài. Ý em đã quyết như vậy, cậu đồng ý thì cậu được vẽ, không thì thôi. Sẵn đây em nhắc cho cậu nhớ, chuyện cậu có vẽ được hay không đối với em mà nói không có ý nghĩa gì hết. Cô Hân à, con định đi đâu vậy? Dạ con đi công việc, thế là chiều con mới về. Vú đừng chờ cơm con nha. À, vú biết rồi. À, vú xem coi cậu muốn mua dụng cụ vẽ gì đó, vú nhờ người kiếm mua giùm cậu. Con bé nó vẫn còn quan tâm tới cậu Đức. Con cứ yên tâm, vú sẽ tìm người mua giùm cho cậu. Đang yên đang lành, tự nhiên khéo bày chuyện vẽ dời. Không biết cậu tự nhiên nghĩ hay là... Thì chuyện này chắc là cậu đang khỏe lại nên cậu muốn vẽ thôi. Trước giờ là sở thích của cậu mà. Với lại nếu cậu ở nhà vẽ thì đỡ hơn là ra ngoài rong chơi. Vậy như vậy con cũng được yên tâm mà. Con không hiểu sao vú cứ nghĩ như vậy. Con thì thấy cậu dần khỏe lại là bắt đầu trở lại như xưa. Con nói vú nghe, mục đích sống của con bây giờ không có hy vọng nào vào sự thay đổi của cậu. Chỉ có con của con mới là quan trọng nhất thôi. Thay đổi? Con khuyên vú, vú đừng đặt niềm tin quá nhiều rồi lại thất vọng nhiều. Cậu là người không thể thay đổi được. Con đừng bi quan như vậy mà. Con không bi quan gì hết. Nếu vú không tin, con sẽ chứng minh cho vú thấy điều con nói là đúng. Chú cầm tờ giấy này, nhờ người đi mua những thứ trong này cho tôi. Cậu yên tâm, mợ Hân cũng đã dặn dò rồi. Chú không cần phải nói giúp cho cô ta đâu. Con quỷ đó chỉ muốn giam cầm tôi mà thôi, chứ có tốt đẹp gì. Thật ra là mợ cũng lo xa thôi nên mới làm như vậy. Với lại trong lúc này cậu nên suy nghĩ kỹ. Cậu bây giờ như chim trong lòng, như cây trong chậu. Cậu đừng nên đương đầu với mợ lúc này, sẽ không tốt cho cậu đâu. Tôi nói cho chú biết, không bao giờ tôi chịu thua cô ta đâu. Chú đem cơm cho cậu nè.
Cậu vẽ cái gì vậy cậu? Chắc là tôi già, thưa quê mùa, thành ra cậu vẽ mà tôi không hiểu gì hết á. Tôi đã vẽ đi vẽ lại nhiều lần, nhưng rốt cuộc chỉ được như vậy. Bản thân tôi lúc đầu cũng không hiểu là gì nữa chú à. Nhưng mà nhìn kỹ, nó giống như là cuộc đời của tôi đúng không chú? Đen tối, ảm đạm, không lối thoát. Cậu mà cứ nghĩ như vậy hoài thì làm sao cậu thoát khỏi cảnh nhàm chán chứ? Bây giờ cậu hãy nghĩ cái gì tươi sáng, rồi cậu vẽ lên đó. Nó sẽ giúp cho tâm hồn cậu thoải mái hơn. Vẽ theo vô. Vẽ cái đẹp thì tôi phải vẽ gì bây giờ? Hay là cậu vẽ Mợ đi. Mợ cũng là một người rất đẹp mà. Đúng, đó là vẻ đẹp ngày xưa khiến tôi say mê. Nhưng bây giờ đối với tôi gương mặt đó thật đáng sợ. Cậu à, Mợ cũng có những nỗi khổ riêng mà. Thôi thì dù sao tất cả cũng đã lùi về quá khứ. Cậu với Mợ bây giờ cũng đã làm vợ chồng thì cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau mà cậu. Chú không phải tôi, chú không hiểu được đâu. Nếu có cách, tôi quyết phải ly dị, chứ không thể sống nổi với loại đàn bà lừa lọc, tâm địa độc ác như vậy. Cậu nói gì vậy? Tôi không nói. Không có nghĩa là cậu muốn nói Mợ như thế nào cũng được trước mặt tôi. Không phải trước đây con đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa khiến cho Mợ phải đau khổ, nhưng Mợ chưa bao giờ nói xấu cậu. Xin cậu lần sau đừng nói điều này với tôi nữa. Tôi nói có gì sai chứ? Tôi làm như vậy cũng do tôi quá bất mãn với việc mà hồi trước khi lấy tôi đã thất tiết. Cậu muốn nói gì vậy? Tôi thật bất ngờ. Trước khi cậu đòi lấy Hân, cậu đã nói gì với tôi? Cậu sẽ bỏ qua tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, chỉ còn biết đến hiện tại. Vậy mà bây giờ, chỉ vì những chuyện quá khứ mà cậu đánh mất những gì đang có ở hiện tại. Tôi có thể bỏ qua, nhưng vẫn còn đó, những chuyện mà tôi không thể bỏ qua được. Đúng là đàn ông mà, cứ luôn luôn rình mò ăn cắp trinh tiết của đàn bà con gái, nhưng đến khi lấy vợ thì lại muốn lấy vợ vẫn còn trong trắng. Nếu tôi sớm biết trước cậu nói mà không giữ lời như vậy thì con Hân sẽ không phải như thế này đâu. Xin lỗi cậu. Chúng mày làm cái gì đó? Tao nói cho chúng mày biết, tao là chủ cái nhà này, là cậu chủ của chúng mày đó. Tránh xe một bên. Xin lỗi cậu chủ, không có lệnh của Mơ Hân, chúng tôi không thể để cậu ra ngoài được. Không có lệnh? Ở đây lệnh của anh là lớn nhất. Anh là lớn nhất cái nhà này hả? Tránh ra. Xin lỗi cậu. Chó chết! Tụi mày ăn cơm là ăn cơm nhà tao, chứ không phải là con quỷ kia. Vậy mà tụi mày nghe lời nó chứ không nghe lời tao hả? Hôm nay tao sống chết với tụi mày. Cái thằng chó! Cậu bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi cậu. Chú biểu tụi nó tránh sang một bên cho tôi. Làm nhanh đi. Cậu à, đừng làm như vậy mà. Cái gì? Cả vú mà cũng sợ con quỷ đó sao? Bọn tay sai các người. Tránh nó đi. Tôi xin cậu, đừng làm như vậy. Tao muốn ra. Đi cậu, muốn tao ra. Vô. Đi cậu, tao cho người bắt hết tụi mày bỏ về tôi bây giờ. Thả tao ra. Mày đi cậu. Thả tao ra. Chó chết. Con đàn bà độc ác, mày thả tao ra. Cái lũ khốn kiếp, thả tao ra mau. Tụi mày không có quyền làm vậy. Thả tao ra. Cứu tao ra. Mợ. Đây, hai người làm tốt lắm. Dạ, cảm ơn Mợ.
Cậu từ nhỏ đã được ăn học ở bên Tây, nhưng tại sao lại hành xử giống như bọn đầu trộm đuôi cướp vậy? Tôi không ăn trộm. Tiền nhà tôi có quyền lấy. Em nói cho cậu biết, nếu như không có em thì tiền nhà cậu bây giờ liệu có còn để cho cậu lấy nữa hay không? Tốt nhất là bây giờ cậu nên ngoan ngoãn ở nhà dễ dời, đừng nghĩ tới việc ra khỏi nhà nữa. Đi cậu, đi. Cậu không có quyền. Đồ khốn kiếp, thả tôi ra, thả tôi ra. Đồ khốn kiếp tụi bay, thả tôi ra. Tại sao con hông nó lại bỏ thuốc phiện ở đây? Cô có mang đồ ăn cho con nè. Má Nhân An, ngoan nha. Nhân An ngoan, ngồi xuống đây đi. Để cô đút cháo cho con ăn. Nhân An ngoan nha. Má Hân của con đi làm rồi. Dạo này công việc nhiều cho nên là má Hân không có về được. Nhưng An có thương má Hân không? Thương. Nếu mà thương á, con phải ăn hết tô cháo này. Cô làm đút cho con ăn nha. Nhưng An giỏi quá à. Cháu bà giỏi quá. Con biết nghe lời cô Lam, ngồi ăn như vậy. Sao dì không nằm nghỉ đi dì? Dì chỉ mới chợp mắt được một chút thôi mà. Người già mà con, đâu phải nó ngủ là ngủ được ngay đâu. À, dì ơi, dì có sao không dì? Dì ngồi xuống đây nghỉ một chút đi dì. Dì có đau chỗ nào không? Hay là con đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha dì? Không cần đâu. Bệnh của người già mà. Con đến đây giúp dì nấu ăn. Trông nom Nhân An là dì vui lắm rồi. Dì à, dì nghe lời con đi. Mình đi bệnh viện nha dì. Dì biết sức khỏe của mình như thế nào mà. Con yên tâm. Dì, từ lúc con đến đây nghe dì kể chuyện, con đã xem dì như người trong nhà rồi. Con rất là quý dì và cả bé Nhân An nữa. Nhiều lúc dì cũng thử tưởng tượng đến chuyện hôm nay sẽ ra sao nếu như ngày xưa mà con Hân nó đừng làm như vậy. Kể từ ngày biết con Hân bỏ thuốc vào chân đồng, dì luôn thức dậy sớm để canh mà giấu đi. Con Hân nó không hề hay biết. Cho đến một hôm,
con à, hôm nay con thấy trong người khỏe chứ vậy? Hôm qua chú thấy con mệt lắm đó. Nè, chú có nấu trà sâm, con uống đi cho khỏe. Dạ, cảm ơn chú. Càng gần tới ngày sinh, con càng thấy lo lắng. Hay một lát nữa con đi khám thai, chú đi chung với con luôn nha. Sẵn dịp ra ngoài, hai chú con mình đi thăm thú đây đó, để thay đổi không khí. À, chú sẽ đi với con. Uống đi con. Chú Trung à. Ủa, có chuyện gì vậy vậy? Tôi có chuyện này muốn nhờ chú giúp. À, có chuyện gì á, dì cứ nói đi. Nếu làm được á thì tôi rất là sẵn lòng. Nhưng mà chuyện này phải làm sao lưng mở hơn. À, tôi tưởng chuyện gì đặc vặt. Nhưng mà chuyện chống đối mở tôi không dám làm đâu. À, thôi dì nhờ người khác đi ha. Chuyện này chỉ có một mình chú mới có thể giúp được tôi thôi. Chứ không, tôi cũng không lôi chú ra làm gì. Không lẽ chú thấy chết mà không cứu sao? Cái gì mà chết? Gì à? Nghiêm trọng vậy sao? Đúng, nó nghiêm trọng như là tính mạng vậy. Coi như là tôi xin chú, tôi van xin chú, chú hãy giúp tôi một lần này thôi. Thôi được rồi, tôi mang ơn gia đình này nhiều. Tôi mang ơn gì nhiều. Tôi sẽ gắng sức. Cảm ơn chú. Gì à? Sao mở lại như vậy được? Mở làm chỉ để chứng minh là mở đúng thôi. Không phải á, là tôi không muốn giúp gì. Nhưng mà hồi nào giờ á, tôi đâu có được lên nhà trên đâu. Công việc của tôi á là chăm dừng chuyển cho cậu, rồi lẫn quản lý này thôi. Chị cũng biết mà. Tôi biết là khó cho chú. Nhưng mà lúc đó tôi, cậu Mão và mợ Hân đã đi ra khỏi nhà rồi. Chú cứ canh chừng cho thiệt cẩn thận rồi vào lấy là được rồi. Ừ, tôi... Chú à, chỉ một lần này thôi chú. Một lần duy nhất thôi. Cậu Vĩnh Đức cai nghiện cũng gần như sắp thành công rồi. Qua lần này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Còn đây là chút ít... Dì à, tôi không nhận đâu. Dì cất đi. Chú à, chú cứ nhận đi. Tôi nhờ chú làm chuyện này, trong lòng tôi cũng rất là áy náy. Nhưng mà thật ra tôi cũng hết cách rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp dì. Tôi cảm ơn chú. Vũ à, có chuyện gì sao Vũ? Không có chuyện gì đâu con.
Chú đang làm cái gì vậy? Thưa cậu, chú, tôi... Làm gì mà búng? Vì có chú là ở ngoài vườn chăm sóc với chậu kiện. Giấu để làm gì? Dạ, tôi... Chú đang giấu cái gì sau lưng? Dạ, tôi không cố ý. Là chuyện gì? Chú đang giấu cái gì sau lưng? Dạ, là... Nói mau. Hay là chú lên đây trộm đồ trong nhà tôi? Dạ, không có đâu cậu chủ. Tôi đâu có cả gan mà làm chuyện động trời như vậy. Xin cậu chủ tha cho tôi. Được. Vậy thì chú đang giấu cái gì sau lưng? Đưa ngay cho tôi. Dạ, dạ tôi... Tôi... Muốn tôi tha tội thì hãy thành khẩn đưa món đồ đó ra. Mau! Dạ, dạ đây cậu chủ. Dạ, dạ. Tôi biết lên nhà trên là không đúng. Chỉ là tôi muốn giấu cái thứ này đi. Tôi chỉ muốn giúp cho cậu thôi. Mong cậu chủ suy xét cho tôi. Em sợ không ai hiểu mình, sợ mình không hiểu mình, nên em cố vô tình. Mong được cùng anh sánh đôi, chẳng ai ngăn bước vội như người bình thường bấy lâu. Em mơ, và rồi từng ngày em mong mơ. Em mơ về anh, mơ về ngôi nhà dưới ánh nắng mãi chan hòa. Chỉ cần được buồn vui cùng anh, dạo phố cùng anh, những điều bình thường nhưng trong em là ao ước. Dòng sông ấy ấp ôm mối tình ngang trái. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cản anh đến với em đâu. Không bao giờ chị chấp nhận cho nó cưới đứa con gái nạ dòng đó. Nếu không nhờ có ba má con Hiền á, thì mẹ đã chết từ lúc còn trong bụng kìa. Đồ giống ân bội nghĩa. Đức đoạn chữ tình, dẹp tròn câu nghĩa ân. Để kẻ khóc thầm, người đơn côi gối chiếc. Tất cả mọi bất hạnh của con Hiền đều do người đàn bà đó. Nó phải đền tội, phải trả giá. Hạnh phúc còn chăng khi thuyền tình mãi neo chặt trên dòng nhớ. Đông đầy cảm xúc với Dân Trang, Hoàng Anh, Thanh Hiền, bộ phim truyện Việt Nam Dòng Nhớ